Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đào Thị Nhung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược Mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một bộ đôi sản phẩm vô cùng hot, được rất nhiều chị em phụ nữ săn đón trong thời gian gần đây. Đó chính là bộ đôi sản phẩm sữa dưỡng và nước hoa vùng kín Dr. Hương. Tất cả những chị em phụ nữ, dù là những chị em phụ nữ chưa lập gia đình hay là những chị em phụ nữ đã lập gia đình và sinh con, đều mong muốn mình có một bộ phận sinh dục thật khỏe mạnh, không mắc những chứng bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, nấm ngứa hay khô giác âm đạo. Nhưng không phải chị em nào cũng biết cách chăm sóc và bảo vệ vùng kín của mình một cách đúng nhất. Ngày hôm nay trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các chị em cách để chăm sóc và bảo vệ cô bé hiệu quả, an toàn và vô cùng tiết kiệm. Trong thời gian gần đây, tôi được nghe rất nhiều chị em rỉ tai nhau về những bí quyết tân trang cô bé. Tôi hiểu rằng tân trang cô bé là một nhu cầu vô cùng chính đáng của rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em phụ nữ sau sinh hay những chị em phụ nữ đã có quan hệ tình dục nhiều. Rất là nhiều chị em đã than thở với tôi rằng sau khi sinh con thì vùng kín của họ chảy xệ, nhăn nheo, giãn rộng và có mùi hôi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống chăn gối vợ chồng và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của họ. Ngày hôm nay có một giải pháp vô cùng tuyệt vời, đó chính là một sự cứu cánh cho rất nhiều chị em phụ nữ. Với sứ mệnh nâng niu phụ nữ Việt, tôi muốn chia sẻ với các bạn về sự tuyệt vời và sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại. Để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì trước khi các bạn sử dụng sản phẩm này, các bạn phải biết cách để có thể tẩy tế bào chết trong vùng kín. Thật ra khái niệm tẩy tế bào chết trong vùng kín là một khái niệm mà khá là nhiều người phụ nữ còn thấy rất là mới mẻ. Nhưng trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao để chúng ta có thể tẩy da chết cho vùng kín hoàn toàn an toàn, hiệu quả mà lại rất là tiết kiệm. Trên đây tôi đang làm một cái sản phẩm tinh dầu ước thiên nhiên. Và đây là một cái sự mô phỏng rất là hài hước nhưng rất là chân thật. Nó giống như là đây là một cô bé của các bạn ấy. Thì các bạn có thể lấy ra đây một lượng vừa đủ tinh dầu gốc thiên nhiên để các bạn có thể massage quanh cô bé, loại bỏ những tế bào chết nhá. Các bạn massage nhẹ nhàng hai cái mép khế này từ 3 đến 5 phút. Càng massage nhẹ nhàng càng lâu thì các cái dưỡng chất từ cái tinh dầu gốc này thẩm thấu sâu vào càng tốt bấy nhiêu nhá. Sau đó các bạn rửa sạch bằng nước. Rồi. Cái quá trình này nó sẽ giúp loại bỏ đi những tế bào chết. Và các bạn đừng quên rằng các bạn hãy phải sử dụng cái sản phẩm sữa dưỡng vùng kín của công ty chúng tôi nhá. Các bạn lấy tay một lượng vừa đủ, trong suốt, sánh mịn, rất tuyệt vời đúng không ạ? Sau đó cho một chút nước và các bạn đánh bọt nhẹ nhàng. Các bạn hãy massage cô bé từ 3 đến 5 phút. Massage cô bé từ 3 đến 5 phút để cảm nhận được cái sự mềm mịn vô cùng. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn massage cô bé và các bạn sử dụng, các bạn lấy tay nhé, nhẹ nhàng dùng nước để rửa sạch cô bé nhẹ nhàng. Các bạn tránh cái việc mà các bạn dùng vòi nước để các bạn xả mạnh vào cô bé nhé. Cái điều này làm mất đi rất nhiều vi khuẩn có lợi, làm các bạn sẽ làm vệ sinh sai cách là các bạn sẽ mắc các bệnh phụ khoa đấy ạ. Đó, cái việc làm này các bạn cần làm hàng ngày. Còn cái việc tẩy da chết vùng kín cho cô bé, các bạn có thể làm một tuần từ 2 cho tới 3 lần nếu như các bạn đang mong muốn mình có một cái vùng kín nó hồng hào, se khít. Hàng ngày các bạn sử dụng cái sản phẩm Dr. Hương này. Đây là một loại sản phẩm sữa dưỡng vùng kín với những chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên cao cấp như cúc la mã này, kim ngân hoa này, trầu không, trà xanh và vitamin E. Một lượng dưỡng chất rất là lớn, nó sẽ thẩm thấu sâu qua da, vùng da của cô bé để nuôi dưỡng và tái tạo lại làn da từ cô bé, giúp cho làn da của cô bé mềm mại, mịn màng và se khít. Đặc biệt với công nghệ tràn tế bào giúp cho vùng kín của các bạn co cơ. Các bạn có thể sử dụng từ 5 đến 7 ngày để cảm nhận rõ nhất cái sự co bóp của cô bé. Và các bạn sẽ cảm thấy se khít khi ngay từ những lần sử dụng đầu tiên các bạn đã cảm nhận được cái sự se khít này. Và nhớ là các bạn nên sắm cho tôi một chiếc khăn tắm riêng, một chiếc khăn để các bạn có thể lau sạch cái vùng kín nhé. Không được dùng khăn tắm của toàn cô thể để có thể sử dụng cho cô bé, mà phải sử dụng một cái khăn tắm riêng để lau sạch cô bé mỗi lần các bạn vệ sinh. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà có thể dùng cho trẻ nhỏ từ 1 tuổi trở lên cho tới những người già. Một sản phẩm vô cùng tuyệt vời bởi vì nó rất là hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Nếu như các bạn muốn, thực sự mong muốn có một bộ phận sinh dục đẹp và se khít
hit như thuở ban đầu, giống như cái hình quả ổi này này. Các bạn có thể cảm nhận được cái sự khác biệt, và tôi mô phỏng cái sự khác biệt đó qua cái hình quả ổi này để các bạn cảm nhận rõ ràng cái sự se khít, mềm mại, mịn màng và hồng hào sau khi các bạn sử dụng hết một liệu trình. Các bạn sử dụng hết từ 1 đến 2 nọ này, các bạn sẽ cảm nhận được rõ cô bé của các bạn se khít, hồng hào và tràn đầy sức sống. Ngoài ra khi các bạn cái sản phẩm này còn có cái sản phẩm tinh dầu nước hoa thiên nhiên, các bạn có thể dùng từ 2 cho đến 3 giọt để nhỏ vào phần chip thì nó sẽ lưu hương từ 24 giờ cho đến 48 giờ, cảm giác cực kỳ là tuyệt vời. Và khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó có cái sự kích thích, cái sự hưng phấn kể cả từ bản thân các bạn cho tới người bạn đời của mình. Cho nên cái bộ đôi này thực sự là một giải pháp quá tuyệt vời đối với những chị em phụ nữ, đặc biệt là với những chị em phụ nữ sau sinh, và những trẻ em từ 1 tuổi trở lên cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì nó tuyệt đối an toàn để có thể phòng chống những bệnh về viêm nhiễm phụ khoa. Mọi người nhớ nhá, sản phẩm này đã được có số công bố đầy đủ và được lưu hành rộng rãi trên thị trường, được rất nhiều những chị em phụ nữ ưa chuộng, kể cả những cháu được có 16 tuổi, 15 tuổi hay là 13 tuổi này. Bộ phận sinh dục có ra nhiều khí hư thì khi sử dụng cái sản phẩm này cũng được cải thiện một cách rõ ràng, vô cùng là rõ ràng, và luôn luôn có cảm giác là khô thoáng sạch sẽ. Cho nên là tại sao cái sản phẩm này cực kỳ được mọi người tin yêu, bởi vì những cái giá trị tuyệt vời nó mang lại, không những là giúp cho cân bằng độ ẩm pH này, cân bằng độ ẩm, cân bằng và giúp cho vùng kín của các bạn luôn luôn khô ráo, sạch sẽ, tự tin, thoáng mát. Đặc biệt là có thêm một cái sản phẩm này, các bạn sẽ cảm thấy là mình khi các bạn mua cái sản phẩm này về, các bạn nhận được rất rất là nhiều giá trị đó. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui. Xin chào.